Quy xin chào các bạn. Hôm nay Quy thi công, có sư phụ đi theo kìa. Quy sẽ chia sẻ các bạn kinh nghiệm của sư phụ khi công các bạn ha. Con nghe cá ụp á. Như bạn thấy thì bác ba mỗi khi câu thì bác ba sẽ khoét hai cái lỗ. Hai hoặc ba cái móc rồi, tại làm miếng ấy ra có mấy cọng này kiểu kiểu đó. Đó, bác có móc thêm nữa, miếng chỗ này câu có lỗ sẵn rồi. Bác dùng cần câu móc ít trứng kiến để thải xuống giữ mồi. Hả? Bác có ăn không? Chút hái ít. Tật. Trăng cỏ đâu mà ăn. Tôi giờ mà thịt thà rồi gà rồi tụi. Bạn thấy không? Bác móc cục chứng kiến thật là to xuống tới bác giật mạnh để nhử mồi quay từ ly từ tí vậy phải không? Dạ, cho coi người ta muốn học hỏi kinh nghiệm của mấy sư phụ. Bỏ giờ bỏ Trung Quốc á. Nói mấy dạ nói chiên ra tát từng chuồng chuồng, cứ làm hai ba cục mồi gì đó thải xuống giật 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 để cho mồi nó tan ra dụ cá lại. Rô mê. Về đó chú. Bạn thấy không nè, đúng là sư phụ đúng không? Rồi nhà bá bá thỏa mãn rồi nha. Cái lưỡi này nó dính cá rô đụng rồi khó gỡ lắm. Dạ vậy mới khỏi sảy rồi. Vô cá luôn cũng khó gỡ lắm. Mình cho bạn coi cái lưỡi của sư phụ mình nha. Hả? Cái lưỡi này thì cái lưỡi... mình cũng có quà tặng về sư phụ nè, cái lưỡi cái chừng nó móc á. Dạ. Mẹ nó cũng bé lắm. Bạn thấy cái lưỡi giờ đó không, rất đơn giản nhưng mà có thể dính rô trê đủ loại nha. Cá bữa bắt con 2 ký mấy cả trê. 2 ký mấy hả sư phụ? Tưởng cần này gãi chứ mà cần này nó cũng chịu giữ chứ. Dạ. Các bạn thấy cần này cần carbon tốt. Cái khúc siêu bờ này nó xài lâu rồi phải thay. À, siêu bờ, cái khúc đầu á hả bác? Nhất là cái con cá trê nó vô ngay chỗ này, mình gỡ qua cái lại nó cà riết, nó trắng chỗ này nè. Dạ. Mình phải thay chứ không thay, rụ nó bước chỗ đó tức lắm. Dạ. Chút xíu mình quay cho bạn coi sư phụ một cách móc mồi luôn ha. Rất đơn giản, quấn như 2-3 vòng thôi. Cá trê nó nghe mồi rồi nó lỡ rồi. Có thể nó rã ra nhưng mà... con khác nó lại nó đánh mù nó lại. Rồi sư phụ câu trước đi, chúc mình câu. Cá này dạng lắm luôn, mà làm gì nó cũng ăn hết. Đó ăn nữa kìa. Nhịp rồi. Lượm con nữa. Đó, chỗ. Con bự á sư phụ chắc cái trê quá. Ụt kìa. Bạn thấy ụt sôi bọt trê rồi sư phụ. Tại thường sư phụ sẽ có thể cho nó ăn lâu. Biết cái lớn là tôi để cho nó đi xa. Để đi lâu nhưng mà tại nói nó nuốt bụng á. Đó, sư phụ thì sợ nuốt bụng thôi chứ. Nuốt bụng thì mình chứ không có sợ sảy. Câu chủ yếu vui mà. Dưới rồi lát dưới nó bò lên nghe mũi lên. Cá cũng hay lắm. Đó, kinh nghiệm đó bạn. Tại đây cái mương này nước đang cạn nó chảy ra. Hãy chứng kiến chút à, bây giờ nước đang đồng này đứng dưới mà nó rã nó trâu dưới nó đánh muỗi lên. Cái mương này sâu thôi chứ trong đó cạn. À dạ. Chỗ này cầu lý tưởng ha sư phụ. Thì chú cũng lại đang làm cạn đi. Dạ chút con lại kia. Coi sư phụ câu. Ây à, lông mà. Thấy không? Quay gì nó quay đi cả. Mà nó còn nuốt vô ai cũng quan tâm chỉ có bô lô không quan tâm. Làng thấy cá là không dính nát. Sức không? Trong
cá hay nó dính gì cái mình mà để lên bờ cái nó tháo lưỡi. À. Rồi. Đồ nghề mình dục bằng kia chưa câu để coi sư phụ câu quậy vô đó. Có người hái đồ muống sư phụ nói chút câu chỗ đó rất là ngon tại cách trên nó sẽ tập trung lại như sư phụ câu sẽ mình thấy sẽ đổi điểm ví dụ câu giật đó xong giật thêm con thì sẽ đổi qua điểm khác để cho cá đừng có nhát. Rồi cách đây sâu bọ kìa sư phụ. Cá bự. Mấy bạn coi cách sư phụ móc mồi nè, bóp nha, đẩy vô. Mỗi người dắt một cách. À, chỉ vậy thôi, đơn giản. Con cá bự ở dưới nó ụp mồi. Có thể mồi, mấy bạn nói mồi nó tan nhưng mà trong cái thời gian cá... Nó chậm ăn. Đó, ăn rồi sư phụ. Cũng không... Mấy bạn thấy cách bắt cá không? Kẹp cái ngạnh cho ra khỏi hai cái ngón tay nè. Rồi gỡ thôi. Con này ăn khá sâu. Con nãy mình tính nó nhỏ mới giật liền nó mới... Rồi. Con nghĩ chút nó cũng lại nó ăn à. Sảy nó cũng lại nó ăn nữa. Không. Giật hụt luôn á. Nó ăn lại á. Mà giật mà nó sắp đau. Nó rị mình rị nó rồi là nó không ăn nữa. À. Nó ăn đụng ăn lát cái y như phao nữa. Tét mép á. Đụng tét mép á. Mình để ý thấy thì xài phao bắp á, cá nó nhạy ăn hơn là cái phao màu tôi của câu mình. Phao bắp không à, phao kia tôi không câu. Thì cái phao kia con câu để con quay phim cho rõ. Đúng rồi, phao kia nó có màu đẹp. Dạ, có màu, cái người xem ta dễ thấy. Tôi câu phao bắp, lâu lâu đi trên Long Khánh mấy đứa em về, thôi đem về cho mớ. Dạ. À, mua ở trên đó về làm phao luôn hả bác? Mua gì bắp trên đó, nó cá đóng trên đó, nó cắt nó đem về chứ. Có xài không, bữa nào tôi đem dạ, mớ chứ có cho con vài cây. Xài không? Để ăn rồi. Dạ có, mốt có cho con đó. Cá bự nè, con này mới bự nè. Con này nó ụt. Đó, thấy không? Lâu gì mới sướng các bạn. Cái này là cũng mệt rồi đó. Coi sư phụ câu rồi, hãy ngứa tay. Dạ. Hôm nay đầy thùng mới về phải không sư phụ? Hả? Nay đầy thùng mới về. Vậy khi câu đi chú vô đây câu nhiều quá tôi cũng ngại nữa. Ngại gì? Đi theo con mà ngại gì? Đụng mới vô đây ăn cắp. À, bên này câu riết rồi quen cháu. Nó dẫn vô mấy cái đường ranh trong hồ, trong cái ruộng nó câu. Nó là ông mua chứ cá đâu mà đụng ông câu dưới. À, đúng rồi, tôi mua. Nói tôi mua. Đó, tôi ngày, mỗi ngày bà cho tiền tôi mua. Là thiệt câu về dạ, đúng thấy đầy thùng câu á tụi nó về là ông mua nó cái bả cũng bắt trớn mà đụng bấm bả có đi Gò Công hay về nhiều à Gò Công mà cá rô không dạ mốt có đi rủ con đi với con chở đi đi xa đi có trăm mấy cây số khỏe dưới Tiền Giang hả con Tiền Giang gọi dưới Tân Thành á à, mùa nào câu được bác tháng nào đó nó ụt à nước đục rồi nó heo ra tháng nào câu dưới ngon bác tháng này thì đi xuống dưới cầu cá rô ngon vậy bữa nào bác đi bác định đi được, trừ thứ bảy chủ nhật thôi con chở bác đi luôn đi.
cầu con chứ mấy đồng hồ mà 14, 15 con y như nãy rồi đó. Trời ơi. Mà cá rô dưới nó vàng ngon lắm. À. Thì bữa nào con bác đi đi, đừng có lẹ. Đừng vô thứ cuối tuần dưới lễ Tết. Qua cầu Mỹ Lợi thì tôi nhớ đường mà đây xuống chứ giờ đường nó mới mở luôn á. À, khu cầu Mỹ Lợi phải không? Con biết cái khu đó mà con không biết chỗ cầu thôi. Đi xa lắm, đi xuống tới chợ Hòa Công, đi xuống gần tới Tân Thành á, gần tới bãi biển Tân Thành á. À. Còn chừng 2-3 cây số đó bãi biển Tân Thành nó có mấy cái cầu đi qua đi vô mấy con kinh đó, cầu kinh nào cũng có đó. À. Giật á. Ừ. Ôi, dữ nè con này. Kéo ngược lại. Không có lớn. Cái thế của nó. À, cái thế giật ngược à. Cái thế nó đi xuống rồi nó. Sao mấy bạn thấy sư phụ không? Nếu mà con lớn rồi giật cái cặp dây nó đi hết luôn nhợ rồi đi nó đi luôn á. À. Bạn vừa câu dính con kia có cái con này nó ụt bọt nè. Chỗ này phải xuống phao một chút. À, để sát quá cái nó lồi cái nó còn dưới này nè. À, bác chỉ cách là canh phao luôn á. Sâu quá nó ăn sâu á, mình thải phao sâu á. Nó kéo cái nút mất cục mồi nó nổi nổi vậy nó ăn hạ sát đáy nó ăn nó nuốt cái sâu quá. Câu ở đây là không sợ sảy rồi bác ha. Ờ, sảy mai mốt cũng câu bắt lại à ăn nữa kìa. Khu gì lụm bắt giật lẹ để nó không có ấy mà để nó không ăn sâu thôi. Sảy không sảy cậy sảy dính cái cậy nó mai vậy mà nó còn đó là cách của sư phụ. Rồi bạn coi đã không? Giờ tới mình, giờ mình cũng đi câu mình viên à. Để coi sư phụ móc mồi một lần nữa nha. Giờ đừng có lát cá đâu. Ở cãi con, câu về cũng vậy. Câu, coi sư phụ câu. Câu riết rồi đâu, giờ nó đâu ăn ghiếm. Về cứ thả. Hay gì cũng câu. Chị bóp bật đẩy vô. Rồi. Ăn nữa rồi. Sợ mình nuốt con ra giật liền gấu. Sôi bọt cái chuột. Con này có thể ăn lại. Nó trì rồi nó không có ăn. Ra đây câu xuống cái là được hít thở không khí trong lành mà. Tôi khoái cái nước mà đi câu như cá rô vừa nãy là tôi mê hơn con cá trê. Dạ, con cũng mê cá rô. Dạ. Cá rô giật lên con nó hiền hậu, nó giải. Dạ, dạ. Mà cá chê ở dưới giật lên nó là nó không có nhớt. Dạ. Nhá mồ con cá, mà dạ. Cá dưới ăn thịt ngọt, ngọt lắm. Dạ. Con, về, nếu mà đi có mốt con với phụ phụ đi thường. Để con coi bữa nào. Tôi cũng thèm đi dạ. Cà Mau lắm mà dạ. Không có dịp đi. Cà Mau hơi xa. Còn đi đây qua ấy thì mình đi hết rồi. Nó cho chịu ăn mình dắt cái màu nhỏ thôi đặng cho nó dễ. À, màu bự là để dụ thôi con. Còn ăn là nó dụ lại còn. Ồ, nó sôi lên đó. Nó kiếm liền à. Nó vậy chứ gặp cá lóc mà nói mình nói chuyện đây nó đi mất mẹ. À, hay lắm. Câu phải im phải không bác? Dạ, rảnh là con đi à. Yên mà. Màu xuống rồi á. Quốc liền. Quốc á. Nhịp hơn. Dạ bị giật sảy lần gì ở nhát. Con cuộn cục bự rồi dắt về nó hao lắm. Dạ hao. Em dạy học sư phụ dắt nhỏ lại. Cái mà cá ăn dắt mũi.
sư phụ là giữ cái mồi cái chỗ người ta mới hái rau muống. Giữ chút, chú bỏ đây chú câu nè. À. Thả mồi xuống đó, gục mồi luôn. Thôi được rồi sư phụ câu, con lại kia ngồi đó. Chỗ. Lụm nhỏ hả sư phụ? Mốt mua dép giống con này nó đỡ trơn hơn cái dép lào á, đi dép lào trơn quá. Cái rô hả? Không không, dép bát nè. Ờ tôi mang quen rồi. À quen chung tôi có cái mắt cá mà mang dép kia nó cắn chuyện nổi. À. Liền té thường lắm, đổ màu này qua. Dạ, tại cái dép lào này nó trơn lắm, cái dép đen còn nó trơn à. Màu bỏ miếng coi. Đất kia chắc đất cũng của ổng à. Dạ không phải, mấy cái anh này ở đâu? Đâu tới hái rau. Cái này mà nuôi nó ứ riết cả nước nó hôi nó không chịu nổi. Dạ. Hôm qua chú ngồi đó cái tôi qua bên kia qua ngay chỗ cái bên quán mà gấu trúc á. Dạ. Vô cái đầm bông súng thờ ngon ghê mà ngồi cả tiếng hồ đó nó không có đụng đậy vậy thôi tôi đi về luôn. Dạ cái đó người ta nó trống quá, người ta hay giăng lưới á bác. À, nó lại á. Lụm hai quay lại kéo đá khoái như cái cảm giác kéo qua kéo lại vậy. Rồi tủ coi xuống chết rồi. Lấy con này chút bắt con khác. Dạ, chút bắt con bự hơn. Thế chứ ở ngoài sân mà nãy gặp tụi nó mấy thằng cháu đi ra rồi chữ đụng má đụng mẹ chữ thề tùm lum rồi. À còn đây câu ngồi câu gần gần mà nghe à. Nó chữ thề là biết là đụng là chảy cá rồi. À cứ mình câu sư phụ chỉ rồi giờ biết thôi chỗ đó anh kia anh mới lội hái rồi muốn mà thế nào cũng có cá còn đầu tiên của mình. Mốt một cần này nó ăn nó không thấy kịp, không kịp xử lý.
Thế mình câu trứng kiến, trứng ong với dế, nhưng mà thấy cái màu trứng kiến vẫn nhạy hơn. Bạn thấy sư phụ không? Sư phụ chỉ câu một trứng kiến thôi. Gà tục rồi. Chào các bạn, sư phụ về chỗ rồi. Tiền vàng ôm đã không? Câu ruộng này dế không nhại bằng trứng kiến à. Câu ruộng với mấy ruộng rau muống nè, không? Cái phao đỏ là cái mình câu màu dế với màu trứng ong mà cũng không nhại. Vậy mà sảy ha.
Con mình quá. Giật nó đi mỏ kéo ngậm được cái chạy mẹ. Giật khó. Rô thủ tre dịch đi cả lo đi. Đây nó ăn được chúng lại ăn hoài. Cá hay ghê. Ừ. Vừa bỏ vô đất cái nó phá hủy. Ừ. Ngày của nó mà. À, cá nó nhiệt được rồi. Làm con ký mấy 2 ký rồi. Kéo ghét quá vậy. Nó còn sôi bọt không? Còn nhưng mà nó hết. Ừ. Nó hết màu rồi. Yeah. Ăn kỳ ha. Kéo mấy cái nhã. Ừ. Nhà chuẩn bị đổ bánh xèo nên mình vô để cho sư phụ câu. Sư phụ câu cũng bắt được mình nữa rồi, thấy không? Nhiều cá chứ. Vậy cái mình vô, con cá rô bự không ha? Giờ mình đi vô quay bánh làm bánh xèo các bạn coi ha. Nay quy câu được ít thôi, ít ký hơn à, 2 ký 2 là đựng ký 7 cá. Thôi anh ăn sáng, ăn mì rồi. Được cái là được sư phụ truyền đạt kinh nghiệm ha các bạn ha, cũng chia sẻ các bạn luôn á. Mình quay cho bạn coi cách sư phụ câu cá ha. Sư phụ câu hơi nhiều hơn mình rồi. Quy chào các bạn ở clip này nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe nha các bạn. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng Quy và thú vui dân dã nha.